Xin chào, đã quay trở lại với Amber Channel. Lại là mình đây, Hùng 20cm đây. Và hôm nay là thứ hai rồi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ quay trở lại với series hỏi gì đáp này quen thuộc trên kênh Amber Channel của mình nhá. Thì nếu bạn nào chưa biết thì với series hỏi đáp này của mình sẽ lên đều đặn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần để các bạn có thể tiện theo dõi nhất. Và trước khi đến với những câu hỏi trong số lần trước thì bây giờ mình sẽ gợi ý cho bạn một số cái lựa chọn hay ho. Ví dụ như bạn đang muốn tản nhiệt cho chiếc smartphone của mình thì có thể tham khảo ngay cái sản phẩm tản nhiệt gaming tại H20 Store đang bán với mức giá chỉ là 249.000 đồng. Lợi ích của tản nhiệt này đó chính là giúp hạ cái nhiệt độ của máy này và giúp hiệu năng của máy được cải thiện hơn. Và trong cái bài test hôm trước mình đã test trên cái tản nhiệt này thì nó có thể hạ lên đến là hơn 10 độ, và ở trong cái điều kiện tiêu chuẩn thì nó còn hạ lên đến là hơn 20 độ cơ. Ngoài ra thì nếu bạn nào đang quan tâm cũng như đang muốn chọn mua điện thoại trong phân khúc giá 3 triệu thì có thể tham khảo ngay cái sản phẩm mà LG G7 ThinQ đang được bán tại H20 Store với mức giá rất tốt, chỉ là hơn 3 triệu đồng và cam kết máy nguyên zin chưa qua sửa chữa. Thế nên bạn nào đang muốn mua LG G7 mà chưa biết mua ở đâu, an toàn, uy tín thì có thể tham khảo ngay tại H20 Store nhé. LG G7 thì nó sẽ có những điểm mạnh như là về phần màn hình, thiết kế màn hình của nó cực kỳ đẹp, độ phân giải 2K, cấu hình mạnh 845, ngứa game tuner đi thì bao cân toàn bộ các game luôn. Rồi chúng ta sẽ có một cái camera chất lượng này, chúng ta sẽ còn có một cái loa rất là to để bạn có thể nghe nhạc, xem phim giải trí, bla bla bla. Nói chung thì LG G7 thì mình đã đánh giá nó rất chi tiết rồi, thì bạn có thể xem lại trên kênh của mình. Tương lai thì mình sẽ đánh giá một cái bài chi tiết nhất để bạn có thể tham khảo lần cuối nhá. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hào Dương Viết. Anh có thể cho em địa chỉ mua ốp iPhone 11 của anh được không ạ? Thì với câu hỏi của bạn Hào Dương Viết thì mình sẽ sâu qua với bạn cái con iPhone 11 của mình đang sử dụng ốp như thế nào nhá. Thì đây là con iPhone 11 của mình đang sử dụng ốp này. Thì cá nhân mình thấy rằng là đây là một con máy thiết kế của nó hơi bị dày một chút. Thế nên là mình sẽ phải kiếm những cái ốp mà nó mỏng cánh như này. Thực sự thì khi mà dùng máy có ốp mỏng ấy, cảm giác nó lúc nào cũng thích hơn, cảm giác lúc nào cũng sướng hơn là so với khi mà chúng ta dùng những cái ốp dày như thế này các bạn ạ. Ốp dày mà còn có gai nữa thì thực sự là cầm nó hơi bị cấn một chút. Và nếu như một người bình thường mà khi mà chúng ta dùng điện thoại, vì kiểu điện thoại tầm 4-5 triệu thì bạn đã mua cho nó một cái ốp quá dày rồi. Còn cá nhân mình thì mình không thích ốp dày cho lắm. Ốp dày có thể là nó bảo vệ điện thoại tốt, nhưng mà xét đến cảm giác cầm nắm này và cái phần trải nghiệm của nó không có thật, nó không có sướng. Và nếu bạn mua cái ốp này thì bạn có thể lên Shopee, bạn tìm cái từ khóa là ốp iPhone 11 giấy từ GE. Nói chung là bạn sẽ tìm từ khóa là ốp iPhone 11 giấy là sẽ ra nhá. Rồi, và đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quốc Duy Phạm. Chào anh Hùng, cho em hỏi là mua hàng iPhone trên XTY di động thông minh, di động Việt, có sợ mua trúng iPhone dựng, iPhone kém chất lượng không ạ? Cảm ơn anh. Thực sự thì khi bạn đã chọn mua những cái cửa hàng lớn như kiểu XTY này, di động thông minh hay di động Việt thì chắc chắn là bạn đã được đảm bảo an toàn về cái sản phẩm bạn mua rồi. Tại vì nó sẽ an tâm hơn là khi bạn mua qua tay hay là bạn mua qua một số lái buôn nhỏ chẳng hạn. Tại vì bạn có được đến cửa hàng này, bạn trải nghiệm thực tế này, bạn test máy, máy này màn hình như thế nào, rồi các viền, các cạnh của nó có bị hở hay không. Rồi là nếu mà cần thiết thì bạn có thể yêu cầu kỹ thuật là bung máy ra để xem là bên trong bên nước các thứ có bị xào nấu, đã bị làm qua hay chưa, thì đến như vậy nó sẽ chắc ăn nhất. Còn với cái tỷ lệ đó chính là hàng dựng cũng như iPhone kém chất lượng thì nó vẫn có, như các bạn mua ở cửa hàng thì cũng không thể nào mà chắc chắn 100% được. Cùng lắm thì nó sẽ tầm là 99% thôi. Chúng ta vẫn có một cái phần trăm rủi ro nhất định. Ví dụ như là một số iPhone hàng dựng khi cửa hàng thu lại của một số cá nhân mà cái iPhone đấy nó dựng quá sâu, nó dựng toàn bộ mọi thứ như kiểu là một chiếc iPhone zin vậy, thì thực sự là nhân viên cửa hàng cũng rất là khó để phát hiện được. Nhưng mà các bạn sẽ được cái yên tâm là nếu như bạn phát hiện hàng dựng thì bạn có thể mang ra cửa hàng bảo hành, đổi trả hoặc là bốc phốt các thứ, như vậy thì sẽ an tâm hơn khi chúng ta mua hàng. Thì mình vẫn recommend các bạn là nếu như mua iPhone cũ và những dòng máy cũ thì chúng ta nên kiếm những cái cửa hàng uy tín để mua là chắc ăn nhất. Và đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phong Duy. Anh ơi, em muốn mua LG G7 nhưng mà không biết mua ở đâu uy tín, mong anh trả lời. Chúc anh sức khỏe. Thì câu trả lời của mình nó nằm ngay ở intro rồi, bạn có thể đến với H20 Store nhé. Và đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Phụng. Anh ơi, phân tích giúp em giữa con iPhone XS Max và con iPhone 11 được không ạ? Với câu hỏi của bạn thì cách đây tầm là 9-10 tháng gì đó thì mình cũng phân tâm là mình đang định mua iPhone XS Max 256GB hay là iPhone 11 128GB. Tại vì mình thấy rằng là iPhone XS Max thì nó sẽ có những điểm mạnh như là màn hình của nó đẹp hơn iPhone 11 này, viền màn hình của nó mỏng hơn iPhone 11 này, và nhìn cũng sang sang hơn iPhone 11 một chút. Tuy nhiên thì phân đi tính lại rồi là mình cũng đã dùng qua con iPhone XS Max cùng với iPhone 11 thì mình quyết định là mình sẽ mua iPhone 11. Tại vì cái này sẽ tùy nhu cầu của bạn nhé. Bạn đang cần một chiếc màn điện thoại có màn hình lớn,
sắc nét, thiết kế mỏng sexy, thì với sản phẩm iPhone XS Max thì nó gần như đã vá sấp mặt con iPhone 11 rồi. Con iPhone 11 thì mình thấy là màn hình của nó ở cái mức là đủ dùng, không quá rỗ, rồi là trải nghiệm thì mình thấy là nếu như so với iPhone XS Max thì nó sẽ được tầm là 8 điểm trên 10. Và mình thấy rằng là cá nhân mình thì mình dùng cái màn hình này là đủ rồi, không cần phải một cái màn hình nó quá mỏng, quá sexy. Thế nên là mình ok, màn hình của iPhone 11 thì chấp nhận được. Rồi, mình bắt đầu phân tích đến cái phần cấu hình. Bây giờ mình mua một con máy iPhone mà mình muốn dùng nó trong một tầm là 2 đến 3 năm tới, thì mình thấy là iPhone XS Max cấu hình Apple A12 thì nó vẫn mạnh, tuy nhiên thì Apple A13 nó càng mạnh hơn. Thế nên là mình lại thiên về iPhone 11 ở cái phần cấu hình, giúp mình có thể chơi game lâu dài cách ngon lành hơn. Và cấu hình Apple A13 thì cái việc update lâu dài các thứ thì nó sẽ là tốt hơn so với A12. Rồi mình lại phân tích thêm một cái khía cạnh nữa, đó chính là về phần camera. Thì camera iPhone XS Max có điểm hơn so với iPhone 11 nhá, đó chính là nó sẽ được trang bị một cái camera tele để chụp ảnh xóa phông. Tuy nhiên thì khi mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là với chế độ chụp ảnh chân dung trên cái sản phẩm iPhone 11 và iPhone XS Max thì nó gần như không thua kém bất kỳ một yếu tố nào cả. Xóa phông các thứ vẫn rất là ngon lành. Rồi là mình lại thấy là con iPhone 11 này nó lại lợi hơn một cái, đó chính là nó sẽ có camera ultra wide. Cái việc mà chụp ảnh góc rộng thì nó lại tốt hơn so với iPhone XS Max. Rồi là mình lại đánh giá rằng là iPhone 11 nó lại có camera nhỉnh hơn iPhone XS Max. Rồi bây giờ thì mình lại phân tích về phần pin đi. Thì mình cũng đã trải nghiệm qua cả iPhone 11 và iPhone XS Max rồi, thì mình thấy rằng là pin của iPhone 11 nó rất là trâu hơn rất nhiều so với iPhone XS Max. Và thông thường khi mình sử dụng ấy, thì với con iPhone 11 này thì mình dùng được tầm là 7 đến 8 tiếng dùng liên tục các tác vụ như kiểu xem YouTube này, TikTok này, rồi là chơi game nhẹ thì có thể lên đến 7-8 tiếng nhé. Bạn dùng 4G các thứ thì cũng được hơn một ngày cơ. Và mình thấy rằng là với dung lượng pin của sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ phù hợp với nhu cầu của mình. Còn viên pin trên sản phẩm iPhone XS Max thì nó chỉ rơi tầm là 5 đến 6 giờ on stream thôi. Và nếu dùng một ngày với những tác vụ như kiểu 3G, 4G rồi Wi-Fi các thứ thì tới gần cuối ngày là bạn đã phải sạc lại pin rồi. Và mình thấy là viên pin như vậy thì nó hơi bị yếu nhẹ một chút. Và mình đã quyết định là chọn mua iPhone 11 ở những yếu tố như là về phần cấu hình của em, nó là con chip Apple A13 nó rất mạnh. Rồi là camera của nó thì bổ sung thêm một cái camera góc rộng giúp chụp ảnh góc rộng một cách tốt hơn. Bù lại thì cái chế độ chân dung của nó cũng không bị loại bỏ đi, mà nó vẫn còn chế độ chân dung của nó dùng rất là ngon. Và chân dung của nó còn có một cái chế độ đặc biệt, đó chính là không cần phải dung X2 như là trên dòng sản phẩm có camera tele. Chính vậy, đây cũng là một trong những điểm mà mình thấy khá là thích thú trên sản phẩm iPhone 11. Và viên pin là một trong những điểm tiếp theo mà mình lựa chọn iPhone 11. Và đó chính là những điểm mà mình chọn iPhone 11. Còn nếu bạn đang cần một chiếc máy có màn hình đẹp này, thiết kế trông sang trọng hơn thì có thể chọn cái sản phẩm iPhone XS Max nhá. Còn những yếu tố còn lại thì gần như là với sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ ăn so với sản phẩm iPhone XS Max. Và đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Giang Nguyễn: anh ơi, bây giờ Redmi K20 Pro còn chiến PUBG được 60 FPS tốt không ạ? Và nếu tốt thì nên mua ở đâu ạ? Thì với câu hỏi của bạn thì mình là một người đang dùng K20 Pro và mình thấy rằng là con máy này hiện tại thì nó vẫn có thể chiến game PUBG khá là tốt ở cái mức là 60 FPS và gần như cái tình trạng tụt FPS là rất thấp. Tại vì căn bản là con chip 855 đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn rất là mạnh. Và con này thì thực sự là bây giờ bạn mua sẽ hơi khó khăn, tại vì chúng ta không còn hàng mới nữa rồi. Và cái hàng line new thì cũng rất là hiếm và mức giá khá cao. Bây giờ thì nó sẽ rơi tầm là 6,5 triệu đồng đến là 7 triệu đồng cho cái phiên bản là 664, thì mình thấy là hơi đắt nhẹ một chút. Và bạn có thể tham khảo tại một số trang bán đồ cũ như kiểu Chợ Tốt hay kiểu Facebook Market, hay là bạn có thể tham khảo trên một số hội nhóm Facebook để mua nhá. Nhưng mà khi mua thì bạn nên test kỹ, tại vì mua máy cũ thì vẫn có luôn có một cái số rủi ro nhất định. Ví dụ như hôm trước mình mua con OnePlus 6T vậy. Và đến với câu hỏi của bạn HenDZ PUBG: anh tư vấn giúp em điện thoại giá học sinh đi anh, mong anh trả lời. Bạn này đặt câu hỏi khá là thú ở một chỗ là anh tư vấn điện thoại giá học sinh đi, nhưng mà giá học sinh thì bạn không đề phân khúc giá là bao nhiêu. Học sinh cũng có học sinh nghèo, học sinh giàu, và mấy ông học sinh giàu thì kiểu gì đã quất cho mình mấy con iPhone rồi. Còn học sinh nghèo hiếu học thì bạn nên phân cho mình cái phân khúc giá bạn muốn mà là bao nhiêu, 1, 2 triệu, 3, 4 triệu hay là 4, 5 triệu gì đó, thì bạn hãy đặt câu hỏi chi tiết hơn ở cái số lần này nhá, để mình có thể trả lời trong số lần sau. Và đến với câu hỏi của bạn Binku: em đang định mua một con điện thoại, đang thắc mắc giữa iPhone 8 Plus và Realme X2 Pro, nhu cầu là PUBG, YouTube, camera đẹp. Và với câu hỏi của bạn thì mình thấy là bạn đang phân vân giữa cái sản phẩm là Realme X2 Pro cùng với iPhone 8 Plus. Thì cá nhân mình thấy rằng là nếu như chúng ta so sánh về phương diện là cấu hình, nếu như chúng ta so sánh phương diện về hiệu năng, thì mình thấy rằng là với sản phẩm Realme X2 Pro nó sẽ ngon hơn so với sản phẩm iPhone 8 Plus. Tuy nhiên thì nếu phân tích kỹ ra thì iPhone 8 Plus vẫn có những cái điểm mạnh hơn so với Realme X2 Pro, cũng như ngược lại nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ phân tích kỹ cho bạn xem. Với sản phẩm iPhone 8 Plus thì mình thấy rằng là
Nếu như bạn mua để dùng lâu dài thì iPhone 8 Plus vẫn là một trong những cái lựa chọn cực kỳ tốt. Update iOS thì bây giờ mình nghĩ rằng là nó vẫn được update tầm là 2, thậm chí là 3, 4 năm nữa. Ngoài ra thì iPhone 8 Plus khi mà chúng ta dùng với hệ điều hành iOS thì nó rất là mượt mà, rất ít khi xảy ra tình trạng giật lag như là những chiếc điện thoại Android. Với những chiếc điện thoại Android, kể cả những chiếc điện thoại đầu bảng và những chiếc mạnh như kiểu 855 rồi 865, khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài thì nó vẫn luôn có một sự giật lag nhất định. Nhưng mà cái này thì do là anh em chúng ta cài quá nhiều ứng dụng và cũng như là lâu ngày không reset máy thì nó mới bị thôi. Còn nếu anh em thường xuyên reset 2-3 ngày một lần thì gần như không có xuất hiện tình trạng này. Ngoài ra thì iPhone 8 Plus nó còn lợi hơn một chỗ, đó chính là nếu bạn đang cần một chiếc máy để quay màn hình, quay YouTube, rồi là một chiếc máy để quay camera, thì iPhone 8 Plus là một chiếc điện thoại lợi hại. Tại vì nó sẽ có tỷ lệ màn hình là 16:9 này, mình chắc chắn là chất lượng quay video của nó sẽ ăn đứt so với sản phẩm là Realme X2 Pro. Ngoài ra thì iPhone 8 Plus khi mà chúng ta dùng lâu dài, có bất kỳ một cái hư hỏng nào, ví dụ như hư camera này, hư màn hình này, hư pin này, thì với sản phẩm iPhone 8 Plus chúng ta có thể thay thế một cách cực kỳ dễ dàng. Còn với sản phẩm Realme X2 Pro thì gần như là rất khó. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói đến những điểm mạnh của Realme X2 Pro. Thì đầu tiên đó chính là về phần màn hình. Màn hình của Realme X2 Pro có kích thước rất lớn là 6,5 inch, lớn hơn nhiều và dài hơn nhiều so với sản phẩm iPhone 8 Plus, và nó sẽ đi theo cái xu thế hiện nay hơn. Cùng với đó thì màn hình của sản phẩm Realme X2 Pro nó sẽ có tần số quét đó chính là 90Hz. Như vậy là với những trải nghiệm thông thường thì nó sẽ nhanh và mượt hơn iPhone 8 Plus rất là nhiều. Và nói đến phần cấu hình thì con chip 855 Plus mình so sánh với con chip Apple A11 thì chắc chắn là 855 Plus nó vẫn có một cái điểm cộng về phần hiệu năng, khi hiệu năng của nó thì sẽ cao hơn so với sản phẩm iPhone 8 Plus. Rồi và một cái điểm nữa đó chính là với cái sản phẩm Realme X2 Pro thì nó được có viên pin là 4000 mAh. Đi kèm với công nghệ sạc nhanh là 50W thì bạn chỉ mất tầm là 35 phút đã sạc đầy một cái viên pin là 4000 mAh. Phải nói rằng là cái thời gian sạc của nó quá là nhanh. Và hơn nữa thì với sản phẩm Realme X2 Pro nó sẽ còn được trang bị cho mình cái cổng kết nối tai nghe, và cái việc mà chúng ta vừa sạc này, vừa chơi game và vừa cắm tai nghe một cách quá là easy, còn iPhone 8 Plus thì nó không thực hiện được điều này. Tổng kết lại thì nếu bạn đang cần một chiếc máy kiểu ăn chắc mặc bền, mượt mà sử dụng lâu dài thì với sản phẩm iPhone 8 Plus vẫn là một trong những sản phẩm rất là hợp lý. Còn bạn đang cần một chiếc máy có nhiều trải nghiệm hơn về phần màn hình 90Hz này, có một cái hiệu năng mạnh hơn này, rồi là chúng ta có camera thì mặc dù là nó không thể nào ăn được so với iPhone 8 Plus, nhưng nó sẽ có nhiều chế độ hay ho hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có khả năng zoom xa hơn này, rồi chúng ta sẽ có tận là camera 64 chấm này, rồi chúng ta sẽ có camera macro này, rồi chúng ta sẽ có camera góc rộng này, thì với sản phẩm Realme X2 Pro thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì với sản phẩm Realme X2 Pro nó còn có viên pin là trâu hơn sản phẩm iPhone 8 Plus, thì bạn đang có thể cân nhắc nhá. Một là chắc mặt bền, hai là bạn muốn có nhiều trải nghiệm hơn thì có thể chọn cái sản phẩm là Realme X2 Pro. Ok. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ahu. Anh ơi, anh có thể làm một bài đánh giá chi tiết về sản phẩm LG G7 được không ạ? Anh có tận 3 video làm về HTC U11 mà đúng một video về LG G7. Thì ok. Với câu hỏi của bạn thì mình sẽ làm một cái video đánh giá chi tiết về sản phẩm LG G7 sau khi mình trải nghiệm thêm một vài ngày nữa nhá. Và đến với câu hỏi của bạn Vinh Vinh. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng của series hỏi đáp này. Anh cho em hỏi là giữa sản phẩm là Realme X50 5G và Xiaomi Redmi K30 5G thì nên chọn chiếc nào ạ? Em chỉ cần vừa chơi PUBG vừa quay màn hình ổn thôi. Với câu hỏi của bạn thì mình thấy là với sản phẩm Realme X50 và Redmi K30 phiên bản 5G thì gần như hai chiếc máy này nó có một cái nội thất là tương tự như nhau từ phần màn hình này, các bạn thấy không? Với sản phẩm Realme X50 Pro nó vẫn có một cái màn hình camera kép đục lỗ bên trong màn hình tương tự như là cái sản phẩm Redmi K30 phiên bản 5G, và kích thước của nó thì cũng sẽ là same so với lại cái sản phẩm Redmi K30 phiên bản 5G, mà tần số quét màn hình của cả hai con vẫn là 120Hz. Chính vậy về phần màn hình thì cả hai con này thì đều tương tự như nhau. Về phần cấu hình, cả hai con này cũng tương tự như nhau, đó chính là con chip là 765G. Thì cái hiệu năng con này mình đánh giá khá là tốt. Ngoài ra thì với con Realme thì nó sẽ được trang bị camera 64 chấm, và cả hai con Realme cũng như là Redmi K30 thì đều được trang bị một cái cảm biến là như nhau. Chính vậy, xét về chất lượng chụp ảnh thì cả hai con này, tất cả mọi thứ về phần màn hình, về phần cấu hình, rồi về phần camera thì hai con này gần như là tương tự như nhau. Chẳng qua là cái điểm khác biệt ở đây, các bạn sẽ thấy rằng là với viên pin của Redmi K30 phiên bản 5G thì chúng ta sẽ có viên pin là trâu hơn 4500 mAh. Chính vậy giúp cái việc mà bạn chơi game, giải trí các thứ thì nó sẽ là ngon hơn so với sản phẩm Realme X50 5G. Và ngoài ra thì với sản phẩm đến từ nhà Redmi, Redmi K30 5G thì mình thấy là cái việc mà hư hỏng, hỏng hóc các thứ tìm kiếm linh kiện của nhà Xiaomi thì cũng là dễ dàng hơn. Tại vì căn bản là cái độ phổ biến của thương hiệu Xiaomi thì nó lớn hơn rất là nhiều so với thương hiệu Realme các bạn ạ.
Và đặc biệt đó chính là cộng đồng hỗ trợ hàng xách tay. Thì mình thấy là cộng đồng của nhà Redmi họ lớn hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có những cái group này, chúng ta sẽ có cộng đồng MIUI.vn này, rồi chúng ta sẽ còn có cộng đồng XDA, có rất nhiều bản ROM, bản mod để có thể là phục vụ tốt cho các sản phẩm, đó chính là Redmi K30 phiên bản 5G. Thế nên là nếu bạn nào mà cần vọc vạch các thứ thì cộng đồng của cái sản phẩm Redmi K30 5G họ sẽ support tốt hơn. Và mình thấy là với cái sản phẩm Redmi K30 5G thì nó sẽ còn có mức giá rẻ hơn đâu đó là 5-700 nghìn so với cái sản phẩm Realme X50 5G. Chính vậy thì mình sẽ recommend bạn là chúng ta nên chọn cái sản phẩm Redmi K30 5G để có được nhiều thứ ngon hơn nhá. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cùng các bạn trả lời những câu hỏi trong số lần trước. Vậy thì bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì đừng quên để lại cho mình trong phần bình luận của video này để mình có thể trả lời được một cách sớm nhất nhá. Và video của mình thì xin tạm dừng đây. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.